Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường đã đến thăm chúc mừng một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ giảng viên khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Trí Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường trong công tác chuyên môn, từng bước xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo y dược uy tín của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ giảng viên sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy thế mạnh, từng bước đổi mới chương trình đào tạo theo kịp với xu thế chung của cả nước để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho xã hội. Đến thăm trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Hy vọng, Ngôi trường đang nuôi dạy hơn 200 em nhỏ bị mồ côi vì dịch COVID-19 từ 41 tỉnh thành trên khắp cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, mong muốn các thầy cô giáo cùng chung tay xây dựng một môi trường học tập, một ngôi nhà chung ấm áp tình người, tình thương và trí tuệ, tạo điều kiện để các em học sinh trở thành những công dân trí thức, biết yêu thương, tự tin và hạnh phúc.